Hello, hello, em Quảng xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em về thêm được một ít mang số X3, X5, X6, X7 và một con Hugo T8. Đấy, con này nó đang mang trên mình cái thương hiệu là TB. Đấy, một dòng thương hiệu cùng với thương hiệu của loa TB kia. Đấy, dòng loa TB của Mỹ xịn các bạn. Đấy, dòng Mỹ thì dòng của Mỹ xịn nên là giá thành nó sẽ rất là cao. Đấy, với một cặp bát 30 kia nó sẽ có giá là 8.500.000. Và do đó thì là nó cũng đang nhẹ nhàng hơn một vài kênh lớn trên hệ thống của YouTube. Và nhiều anh em cũng bán với cái giá là 9 triệu đồng. Đấy, bên em bán cho các bác với cái mức giá là 8.500.000. Và những cặp bát 25 kia với mức giá là 5.200.000. Cặp 25 của hãng TB, hàng xịn chính hãng 100%. Đấy, hàng được bảo hành thời gian rất là dài, 6 tháng cho các bác sử dụng. Và tất cả sản phẩm vang số bên em bán ra thị trường, bán cho các bác đều có mức giá, đều có cái thời gian thời gian bảo hành là 6 tháng cho các bác yên tâm sử dụng nhé. Và em sẽ đi vào chi tiết báo giá từng sản phẩm mà em có ở đây cho các bác nhé. Và em cũng có một con vang thanh lý, đó là con vang Party House DAK 3006. Và cái nô trong cái nô Party House 3000 và 3008 của em nó có lẫn một con 3006 này. Và con 3006 này nó hình thức các thứ tất cả tật mọi chức năng để hoạt động bình thường, hoạt động ngon này cảnh đào. Nó chỉ có một cái điều mà em sẽ bán thành ý cho các bác là như thế này. Đó là con vang này. Đây. Tất cả hình thức các thứ đẹp long lanh, không có cái điều gì để chê cả nhé các bác nhé. Con này nó chỉ có một cái điều là nó không có cổng quang thôi. Đấy. Và em này nó chỉ có 4 lỗ da. 4 lỗ da và không có cổng quang nên là đấy các bác thấy nó sạch đẹp như này. Tất cả đều đẹp long lanh, không có một cái điểm trừ nào ở đây cả nhá. Và con này em bán cho các bác với cái mức giá là chỉ có 1.3 triệu thôi, 1.300.000 thôi. Đấy, gần như là giá này giá cực kỳ rẻ rồi. Đấy. 1.300.000 một con vang số hay và dễ chỉnh như con Party House DAK 3006 DAK 3006 nhé. Rồi bắt đầu này, em sẽ có con XP7 này. XP7 nó vẫn thuộc cái dòng X5 thôi nhưng nó được nâng cấp một chút, là về cái phần nguồn của nó được gấp chút một chút và cái cổng mic phía sau này là nó cũng đã được thêm cái cổng mic phía sau cho các bác sử dụng nó không bị vướng víu hơn. Và cái cổng kết nối máy tính cũng đã thay đổi một chút. Đấy, bị xanh tím. Đây là dòng XP7. Và con này thì em sẽ bán cho các bác mức giá là 2 triệu đi. Đấy, 2 triệu đồng nhá. Lần này em sẽ bán với cái giá cực rẻ cho các bác rồi. Đấy, không còn chỗ nào rẻ hơn nữa. Đấy, và vì đợt này, có thể là đợt trước thì cũng sẽ rất nhiều bác có thể có cái giá này. Nhưng cái thời điểm này, thời điểm hiện tại này thì tất cả mọi thứ đều bị niên giá vì hàng nó khan này, tiền Trung Quốc nó lên này, cước vận chuyển lên này, cước phí đóng bao các thứ cũng đã lên nên là một sản phẩm nó sẽ bị đội lên một chút ít. Con này 2 triệu cho các bác luôn, 2 triệu. Gần như cái mức giá này em bán này em vẫn không nâng giá một tí nào luôn nha các bác nhá. Và một con vang X6 này, X6 thì nó cũng giống X5 thôi. X6 thì nó chỉ khác là có các đèn nháy ở phía trước này và bố trí các phím nó khác nhau thôi, còn ruột gan thì nó vẫn là X5 thôi. Và con này cũng sẽ bán cho các bác với giá là 2 triệu đồng nhá. Còn lại là những con vang X5 kia, là X5 này, X5 vì xanh này, X5 vì xanh tím này, X3 này. Đấy, và X5 này, X5 thì em sẽ bán cho các bác với giá 1.900.000, 1.900.000. Và X3 sẽ bán cho các bác với cái giá là 1.500.000. Đấy, 1.500.000. 1.500.000 này, 1.900.000 này. Đấy, còn con vàng Hugo TB này, con TB này sẽ để cho các bác với cái mức giá là 2.300.000. 2.300.000. Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành 6 tháng và được miễn phí ship cho các bác. X3 là 1.500.000, X5 là 1.900.000 và X6 2 triệu, X7 2 triệu. Con này 1.300.000, 1.300.000 rồi. Đấy, các bác có nhu cầu sử dụng những con vang số X, dòng X và dòng Hugo thì liên hệ cho em Quảng theo số điện thoại em ghi trên màn hình nha.
Đấy, và đặc biệt cái dòng Hugo này thì nó tiếng rất hay này, có hai mic AV riêng biệt này, hai effect riêng biệt này, các bác làm show làm sự kiện rất là ngon đấy, và nó siêu bền, siêu ổn định. Đấy, con này có thể còn bảo hành được cả năm luôn các bạn ạ, chứ không nói là bảo hành 6 tháng. Đấy, chạy mát lạnh không dùng quạt nên nó sẽ không có bụi bẩn nên rất sạch sẽ. Đấy, những con vàng kia cũng vậy, thật sự là em cũng chưa vệ sinh gì đâu. Đấy, nhưng nó sử dụng được ít nên cái quạt tản nhiệt các bác nhìn nó không có bụi mấy đâu nhá. Đấy, mạch cũng rất là sạch, này có chỉ có tí tí bụi khô luôn. Đấy, con này còn sạch tinh như mới. Đấy, còn những con kia thì có bụi nhiều hơn cả. Còn hai ba con này cũng sạch, ba con đấy sạch, mỗi hai con kia là nó hơi bụi bẩn một chút thôi. Đấy, còn lại máy móc tất cả các cái thứ đây đều sạch sẽ. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp em Quảng, số điện thoại trên tấm biển nhá, trên màn hình nhá, em ghi trên màn hình nhé. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi đến kênh của em.